loại đất nào mà thường bị dính quy hoạch nhất ở đây mình có một cái khu đất ha nó bị dính quy hoạch này các bạn cái đường ranh nè cái đường ranh quy hoạch của nó nè ha thì nó lấy nó làm khu dân cư nè ở Long An ha LA là Long An với diện tích là 42,2 hecta nó lấy diện rộng á và chưa có thông báo thu hồi đất vậy bây giờ mình sẽ coi loại đất nào nó sẽ dính trong này ha LUC là, là lúa nước chuyên dùng nè BHK là cây hàng năm khác nè LNK cây lâu năm khác nè. CLN là cây lâu năm nè. Rồi, LUC cũng là chuyên dùng nè. ONT là đất ở nông thôn nè. ONT tiếp nè, đất ở nông thôn nè. Vậy là đất thổ cư vẫn dính quy hoạch bình thường. Nhưng ở đây các bạn để ý không? Một lô ONT, hai lô ONT, rất ít ha. Quy một cụm như thế này luôn, nhưng mà rất ít ONT. Nghĩa là sao các bạn? Nó chủ yếu nó sẽ lấy đất nông nghiệp đất nông nghiệp như đất lúa cây hàng năm cây lâu năm ha để nó làm quy hoạch vì cái giá đền bù những nơi đất nông nghiệp á, cực kỳ rẻ nhưng đi kèm lại thì đất nông nghiệp luôn luôn có thủy lợi kế bên cụ thể là con rạch con sông và nếu phóng to ra thì khu đất này họ lấy tiếp giáp cả một dòng sông đền bù thì rẻ vị trí thì đẹp phân lô bán lại thì